Ngày hôm nay thì khác. Bến Tre có sự xuất hiện của đội trưởng chuyền hai và là linh hồn trong lối chơi, đó là Phạm Thoại Khương. Trong những trận đấu đã qua thì Hà Nội và Bến Tre đang là hai đội duy nhất ở bảng D chưa có được chiến thắng nào sau hai lượt đấu đã qua. Trong set đấu đầu tiên thì Thoại Khương sẽ phát bóng cho Bến Tre trước. Chắn bóng ghi điểm, điểm số đầu tiên cho Hà Nội. Người vừa có tình huống chắn bóng tốt là Vũ Ngọc Hoàng. Vũ Ngọc Hoàng từng có quãng thời gian thi đấu cho Tràng An Ninh Bình. Điểm số được Quân Bình 1-1. Trong cuộc đối đầu với đội đương kim vô địch Sanes Khánh Hòa ngày hôm qua thì Bến Tre đã khởi đầu hết sức ấn tượng. Tuy nhiên, với một lực lượng đồng đều và chất lượng hơn thì Sanes Khánh Hòa đã lội ngược dòng trong set đấu đầu tiên để giành thắng lợi với tỷ số 25-23 trước Bến Tre. Trong hai set đấu sau đó thì Bến Tre cũng không thể tạo nên được thêm bất ngờ nào dù chỉ là một set thắng. Hai trong số những tay đập chơi nổi bật nhất bên phía đội hình của Bến Tre đó là số 14 Trần Đức Huy và số 10 Đặng Võ Quang Huy. Bộ kỹ thuật của Đặng Võ Quang Huy. 3-1 cho Hà Nội. Rất hay, pha lừa chắn bên phía Bến Tre. Người vừa có pha kết thúc là Nguyễn Thành Nhân. Tay trắng Bến Tre và đi ra ngoài. Đổi điểm 4-2. Đó là lỗi kỹ thuật của Lý Văn Trường. Bóng chạm chắn và đi ra ngoài. 5-3. Bóng vào đà phát bóng không tốt. Bóng đã ở ngoài sân. Quả phát bóng lỗi của Nguyễn Xuân Đức. Tuyệt vời. Đường chuyền rất cố gắng và rất hay của Nguyễn Tiến Công.
và kết thúc không thành công của đội trưởng Lê Đức Thuận. Điểm 5-6. Bước một tốt, đập rất mạnh của Vũ Ngọc Hoàng. Ngay sau đó là câu trả lời bên phía Bến Tre, nhưng Hà Nội vẫn đang phòng thủ tốt. Liên tục là những đường chuyền đổi hướng tấn công. Đó là pha bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc cho Hà Nội. 6-7. Chuyền hai bên phía Hà Nội có những quả chuyền khá đa dạng trong pha bóng vừa rồi. Đổi điểm cho Hà Nội 8-6. Trận đấu tiếp tục với quả phát bóng của Lê Đức Thuận. Bước một không tốt bên phía Bến Tre. Đây sẽ là cơ hội ghi điểm cho Hà Nội. 9-6. Đi ra ngoài. Đường chuyền trước đó của Thoại Khương ở tầm hơi thấp. Và hàng chắn bên phía Hà Nội đã chắn được quả đập. Tiếp tục là một thử chắn bóng thành công bên phía Hà Nội. Trần Đức Huy cũng đã để người chạm lưới trong tình huống nhảy lên vừa rồi. Đã ngắt được chuỗi lần điểm của Hà Nội. 7-11. Đã không có vận động viên nào bên phía Hà Nội tham gia
bám chắn trong tình huống vừa rồi. Rất nhiều những quả nhũ đánh nhú được Ngọc Hoàng thực hiện rất tốt và rất chuẩn chỉ. Lỗi kỹ thuật bên phía Bến Tre 13-7. Không thể bám chắn trong tình huống vừa rồi và chắc chắn là điểm số cho Bến Tre. Đường truyền lừa chắn rất hay của Phạm Thoại Khương. Đó là tình huống di chuyển lên đánh bóng ở vị trí số 3 của Hoàng Lam. Những quả đánh lao ngắn bên phía Hà Nội tỏ ra rất hiệu quả trong những phút đã qua. Đổi điểm 9-14. Chuyền hai của cả hai đội đang chơi khá hay trong những phút vừa qua. Hàng chắn đối phương thường khó để có thể theo chắn với những quả chuyền của Thoại Khương cũng như là tiến công. Hướng vào đà rất đẹp của Đức Thuận. Kiểu vào đà của Đức Thuận rất đẹp và rất dứt khoát. Đổi điểm cho Bến Tre 11-16. Điểm số thứ 17 cho Hà Nội.
Tuyệt vời. Pha tấn công hàng sau rất đẹp mắt bên phía Hà Nội. Đó là pha kết thúc của Nguyễn Xuân Đức. Dù rất nỗ lực nhưng hàng sau bên phía Hà Nội không thể phòng thủ được pha bóng vừa rồi. Hà Nội vẫn đang duy trì được một cách biệt điểm an toàn trước Bến Tre. Chạm chắn Bến Tre và đi ra ngoài 19-12. Bóng ngoài sân 20-12. Kỹ thuật của Hà Nội. Đó là lỗi của Lý Văn Trường. Bóng không thể đi được đấy, thưa thầy. Hoặc là nhúng thật sâu luôn, nhúng thật sâu cả người đẩy mạnh bóng lên thì không ai người ta bắt cả. Cơ bản là cháu ổn định rồi nhá. Hoàng công hoàng quả nhanh đi để cho thằng ấy đồng ở bên kia nó đóng quả biên hoặc là quả trầu cũng được nhá. Đấy quả nhanh chú quả này nhá, nó không chắn được đâu, nó thằng nó thấp nhá. Tập trung vào không gì đâu, phải lên. Trần Đức Huy phát bóng cho Bến Tre. Có một vận động viên bên phía Bến Tre chạm lưới trong tình huống nhảy lên bám chắn vừa rồi. Đường chuyền tốt của Đức Thuận ra vị trí số 2. 22-13 cho Hà Nội. Dường như là Thoại Khương đang không có một thể trạng tốt nhất. Những quả bước bột như vừa rồi, nếu như Thoại Khương có những tình huống nhảy chuyền thì sẽ sáng nước hơn so với việc anh hạ thấp trọng tâm và chuyền bóng. Và ngay lập tức thì bên phía Bến Tre có sự thay đổi ở vị trí chuyền 2. Bảo Chánh vào sân để thay cho Thoại Khương. Điểm số thứ 14 cho Bến Tre. Tương tự thì bên phía Hà Nội cũng có sự thay đổi ở vị trí chuyền 2. Xuất hiện trên sân lúc này bên phía Hà Nội là chuyền 2 Đỗ Thế Quân. Số thứ 24 cho Hà Nội.
khó chịu và điểm số thứ 25 thắng lợi trong xét đấu đầu tiên đã thuộc về Hà Nội. Một chiến thắng không mấy vất vả. Hy vọng rằng Bến Tre sẽ có được sự trở lại mạnh mẽ ở những xét đấu sau. Hà Nội sẽ là những người phát bóng trước trong xét đấu thứ hai. Chuyền hai tiến công đã trở lại sân. Điểm số đầu tiên cho Bến Tre trong xét hai. Không cho Bến Tre. Đã có một vận động viên nhảy lên chạm lưới bên phía Hà Nội và điểm số được tính cho Bến Tre. Một không tốt. Rất hiệu quả của Lê Đức Thuận. Tình huống lách chắn khá hay của Đức Thuận. Chạm chắn Hà Nội và đi ra ngoài. 3-1. Mặc dù không có được một tình huống vào đá tốt, thế nhưng pha kết thúc vừa rồi là rất hiệu quả. Đó là tình huống ghi điểm của Lý Văn Trường. Nhưng trọng tài xác định điểm số trong pha bóng vừa rồi thuộc về Bến Tre. Bây giờ thì mới có điểm số thứ hai cho Hà Nội.
3-4. Quả đập của Nguyễn Xuân Đức. Được rồi. Đã chạm tay chắn chứ không phải như các vận động viên Hà Nội vừa khiêu nặng. 5-3 cho Bến Tre. Tuyệt vời. Một chuyền lừa chắn rất hay bên phía Hà Nội. 4-5. Tuyệt vời. Những tình huống tấn công ở vị trí số 4 bên phía Hà Nội tỏ ra rất hiệu quả. Hàng chắn bên phía Bến Tre thì nhảy lên bám chắn hơi chậm. Tỷ số của trận đấu được quân bình 5-5. Bóng trong sân, pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. 6-5. Tiếp tục là một quả phát bóng tấn công của Lý Văn Trường. Thêm một điểm số nữa dành cho Hà Nội. Tình huống xử lý bước 1 không thành công của Nguyễn Thành Nhân. Đổi điểm cho Bến Tre 6-7. Chuyền như vừa rồi thì rất khó cho Bến Tre có thể bám chắn. Tỷ số đang là 8-6 nghiêng về Hà Nội. Bước 1 lên sát lưới và nếu như chuyền 2 có thể bật cao và chuyền bóng cho đồng đội thì sẽ là cơ hội ăn điểm 10-10. Điểm cho Bến Tre 7-8. Vào đà hơi bị lỡ nhịp của Hoàng Lam. Nhưng số 9 bên phía Bến Tre
và đưa ra được một pha xử lý hiệu quả. Rất tốt xử lý của Lý Văn Trường. Bước một không tốt nhưng Lý Văn Trường đã sửa sai cho đồng đội của mình. Chắn bóng tốt, điểm cho Hà Nội 17. Điểm số dành cho Bến Tre trong tình huống vừa rồi 9-10. Đổi điểm 11-9. Vũ Ngọc Hoàng đang chơi rất nổi bật bên phía Hà Nội. Sớm. Và quả đập của số 14 Trần Đức Huy bên phía Bến Tre đã đi thiếu chính xác. Quả lách chắn khá hay của Hoàng Lam. Quả pháo đà của Đức Thuận trông cực kỳ đẹp mắt. Đức Thuận bật nhảy và có điểm dừng ở trên không, giúp cho anh có thêm thời gian và tầm quan sát để đưa ra những cú đập hiệu quả. Không kịp cứu bóng. 11-13. Chưa hề chạm trán Hà Nội và điểm số thứ 14. Đội bước 1, 15-11.
còn nó không sâu 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 rồi đi. Bây giờ cứ lại cho hòa máu qua tôi rồi thành vào cứ liệt đây nhá. Chạy được qua đá chạy chạy được bắn quả lao phóng nhanh lên rồi cứ mặt lên mà đánh. Phạt bóng lỗi, điểm cho Bến Tre 12-16. Điểm Bến Tre 12-16. Nỗ lực cứu bóng của Bến Tre. Hà Nội mới là những người có điểm. Libero Lê Đức Mạnh đã rất cố gắng để vớt được quả bóng vừa rồi. Số đang là 13-17. Trúng tâm bóng của Nguyễn Xuân Đức, mặc dù đường truyền của đồng đội đã đánh lừa được hàng chắn bên phía Bến Tre. Tiếp tục là tình huống tấn công ở vị trí số 4 và lần này thì số 4 Nguyễn Xuân Đức vẫn chưa thể thành công. Trước đó là quả đập đi ra ngoài, còn lần này là tình huống đập bóng bị hàng chắn bên phía Bến Tre chặn lại. Bóng trong sân đổi điểm cho Hà Nội 18-15. Chưa qua lưới, 16-18. Tuyệt vời. Pha xử lý rất hiệu quả của Lê Đức Thuận. Trong tình thế khó khăn thì Lê Đức Thuận vẫn luôn biết cách lên tiếng để giúp cho những sai lầm của đồng đội được sửa chữa. Không thể có một pha bỏ nhỏ thành công. Quốc Hoàng đã rất tỉnh táo.
bật chắn lại và chạm vào Đức Huy trước khi đi ra ngoài. Điểm số cho Hà Nội 21-16. Bóng trong sân, đổi điểm cho Bến Tre 17-21. Số thứ 22 cho Hà Nội. Vũ Ngọc Hoàng đang chơi khá ổn định trong đội hình của Hà Nội với rất nhiều những quả lao ngắn hiệu quả. Cơ hội ghi điểm cho Hà Nội và tiếp tục là Vũ Ngọc Hoàng. Và đập ở ngay bước 2. 23-17. Không thể cứu bóng thành công. 18-23. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Bình đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đó là anh còn 2 điểm thôi. Không lạnh. Hai điểm nhất. Đây lạnh nhỉ. Nó cụ có lốc. Đá cháu ơi. Đó, dẫm vào đây là lại ngã rồi. Bỏ nó quá. Hít sâu, hít sâu. Các cháu chạy đi, chắn đi, chắn. Cái bọn này là hơi chậm một tí, biên hơi chậm một tí, đưa thẳng tay ra, kéo từ phía ngoài vào. Trường nhé. Điểm số dành cho Bến Tre 19-23. Bóng chạm chắn Bến Tre và đi ra ngoài. Điểm số bản lề cho Hà Nội trong set đấu thứ hai. Đức Thuận đã được cho ra nghỉ. Và người vào thay anh là Trương Quốc Huy. Đã có vận động viên bên phía Hà Nội chạm lưới khi nhảy lên bàn chắn. Điểm cho Bến Tre 20-24. Đã có điểm số thứ 25 cho Hà Nội với pha kết thúc của Lý Văn Trường. Thắng lợi trong set đấu thứ hai dễ dàng thuộc về Hà Nội.
Xin mời quý vị cùng trở lại với set đấu thứ 3, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Bến Tre. Hà Nội là những người đã có được thắng lợi sau hai set đấu đầu tiên, không mấy vất vả. Và hãy cùng chờ xem Bến Tre có thể làm được một điều gì đó trong set đấu thứ 3 này hay không, để số đầu tiên vừa dành cho Hà Nội. Xoay cổ tay lách chắn của Lý Văn Trường nhưng tiếc rằng bóng đã đi ra ngoài. Một đều. Phát bóng ngoài, đổi điểm cho Hà Nội 2-1. Hai đều. Đập chưa qua lưới. Điểm cho Bến Tre 3-2. Không thể kịp cứu bóng, tỷ số được Quân Bình 3 đều. Bốn ba cho Bến Tre. Rất uy lực. Đó là pha kết thúc của Nguyễn Xuân Đức. Bóng chạm trán Hà Nội và đi ra ngoài. 5-4 cho Bến Tre. Năm đều. Hà Nội thường xuyên bứt lên dẫn điểm ở thời điểm giữa của set đấu. Đó là những gì họ đã thể hiện ở hai set đấu trước. Và tấn công hàng sau là điểm số cho Bến Tre. Quả đập của Đặng Võ Quang Huy. Oh.
Tuyệt vời. Và giả xếp tấn công rất hay bên phía Hà Nội. Và Lê Đức Thuận thì không mấy khi bỏ lỡ những cơ hội ghi điểm như thế này. Đổi điểm cho Bến Tre 7-6. Chắn bóng tốt, một bóng chắn bên phía Bến Tre 8-6. Hà Nội vừa rút ngắn tỷ số xuống còn 7-8. Ngoài sân tỷ số được Quân Bình 8-8. Đây sẽ là cơ hội ghi điểm dành cho Hà Nội. Tuyệt vời. Bóng chạm chắn Bến Tre và đi ra ngoài. 9-8. Số được Quân Bình 10-10. Một một không tốt bên phía Hà Nội 11-10.
rất chính xác. Đó là pha kết thúc của Đào Xuân Việt. Rất mạnh nhưng chưa qua lưới. 12-11 nghiêng về Bến Tre. Trong set đấu thứ hai thì Lý Văn Trường đã có một chuỗi phát bóng mang về liên tiếp những điểm số cho Hà Nội. Bóng nhỏ thành công, 12 đều. Điểm 12 đều. Tốt ở vị trí số 4 của Lê Đức Thuận. Đợt bóng chưa qua lưới. 14-12 cho Hà Nội. Tiếp tục là điểm số nữa cho Hà Nội. Những quả tấn công ở vị trí số 4 bên phía Bến Tre đang gặp khó trước hàng chắn của Hà Nội. Mặc dù trong tình huống vừa rồi thì chỉ có một mình Vũ Ngọc Hoàng tham gia bám chắn. Và bây giờ thì huấn luyện viên trưởng Diệp Thanh Lam bên phía Bến Tre phải đưa ra sự thay đổi ở vị trí chuyền hai. Cho dù đã có những nghi ngờ về việc sức khỏe và thể trạng của chuyền hai số 1 Bến Tre là Phạm Khải Khương không được đảm bảo. Cho Bến Tre 13-16. Kịch bản trong set đấu thứ 3 đang rất giống với hai set đấu trước. Hai đội hòa nhau về mặt điểm số ở thời điểm đầu. Còn ở thời điểm giữa và cuối set thì Hà Nội là người chiếm ưu thế. Tiếp tục là điểm số nữa cho Bến Tre 14-16. Và phát bóng ăn điểm có phần may mắn của Hoàng Lam. Đổi điểm cho Hà Nội 17-14. Không thể kịp cứu bóng.
Đó là một đường chuyền tốt của Thoại Khương ra vị trí số 2. Đó là điểm cho Hà Nội. Điểm 18-15. Vận động viên bên phía Bến Tre đã để tay chạm lưới trong tình huống nhảy lên tranh chấp trên không. Rất nhanh, Bến Tre đã giành lại được một điểm 16-18. Rất chính xác. Pha ghi điểm của Lý Văn Trường 19-16. Điểm 19-16. Chính xác tuyệt đối và lại là Lý Văn Trường. Lần này là ở vị trí số 2. 20-16 nghiêng về Hà Nội. Đường chuyền rất vừa tầm với đà di chuyển của số 6 Lý Văn Trường. Tiếp tục bóng chuyền ra vị trí số 4. Và lần này đã thành công. Đổi điểm cho Bến Tre 17-20. Lại là Lý Văn Trường, 21-17 nghiêng về Hà Nội. Pha kết thúc ở vị trí số 3. Điểm cho Bến Tre 18-21. Chưa hề chạm trán bên phía Bến Tre 19-21. Điểm số dành cho Hà Nội. Được một không tốt nhưng Lý Văn Trường trong tình huống vừa rồi thì có lẽ là không phải Lý Văn Trường, đó là Đào Xuân Việt có một tình huống xử lý hiệu quả. Chắn bóng ghi điểm 23-19 cho Hà Nội. Đội bóng Tân Binh ở giải vô địch quốc gia năm nay Bến Tre vẫn đang chưa thể có được cho mình một set thắng. Và lúc này ở trong set 3, sau khi đã để dẫn trước 2 set, thì họ cũng đang bị đối thủ
bỏ lại với khoảng cách 4 điểm thì set đấu sắp sửa khép lại rồi. Sẽ là quả phạt bóng tấn công của Lý Văn Trường. Lần này thì Văn Trường chọn giải pháp an toàn hơn. Điểm số thứ 24 dành cho Hà Nội rồi. Chỉ cần một điểm số nữa thì Hà Nội sẽ có được thắng lợi chung cuộc. Chuyền hai bên phía Hà Nội, Nguyễn Tiến Công được cho ra nghỉ. Và đây sẽ là cơ hội để kết thúc trận đấu dành cho Hà Nội. Bóng trong sân và thắng lợi chung cuộc đã thuộc về Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Bình đã có chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng tại vòng 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay sau khi vượt qua